Đây là hai tuyển quốc gia anh em đánh đồng cơ nhá anh em nhá. À, làm cho anh em bảo like và chia sẻ nào. Trận đấu rất hấp dẫn giữa hai cầu thủ Dũng Baby gặp Tài Heo. Đồng cơ game 8. Rồi anh Tài Heo phá trước. Rồi giờ chụp ảnh chụp bèo phàng nhau chết đến nơi còn chụp ảnh. Trận này ngang tài ngang sức đây. Đây là giải nhá, giải 9 bi. Và lấy trận trước thì tôi cũng có kích mấy thằng chặn mấy thằng không cho xem này. Anh em nào chửi tôi là tôi kích luôn nhá. Anh em chia sẻ video về tường à? Nguyễn Hoàng Phúc thích độ như nào? Nguyễn Hoàng Hồng Phúc trả nạp thẻ cho tôi thôi, tôi mới mất 3G tôi quay cho xem rồi còn đánh 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 thẻ với tôi. Đánh cửa nào? Đánh cửa nào? Hồng Phúc. Hồng Phúc đi cửa nào để cho 500 anh em vào phang nào? Rồi hay quá nhá, anh Dũng Baby oanh phát chết 2 bi luôn này. Ra hình đẹp luôn này. Anh em ở 500 anh em ở đây có ai đi, đi cửa Tài Heo không để phang với cả ông Hồng Phúc đây là. Rồi, Dũng Dũng đánh nhanh quá nhỉ. Ai giờ đi cửa anh Dũng. À, làm cho anh em chia sẻ video về thường à. Rồi ok. 1-0 cho anh Dũng Baby. Phá tốt. Wow, đủ bếp không? Ok, đủ bếp ra hình luôn rồi. Anh em chia sẻ video về thường à? Đây là đánh giải nhá.
Tỷ số là 1-0 nghiêng về Lương Chí Dũng. Rồi, hay quá nhờ. Ôi, điều con bi hay thế, điều con 2 lỗ 10, quá hay. Quá đẳng cấp. Trần Minh Nam phá bi là phải cái vạch phá và cái vạch mà đặt con cái ấy. Vạch ngang bàn. Đó là bếp phá phải có đủ 3 bi chạy về qua bếp tính cả bi chết thì mới là gọi là hợp lệ. Ok anh Tùng mắt tím nhá. Rồi, anh Lương Chí Dũng có vẻ bắt đầu tăng tốc rồi. Quánh bạo tạp quá nhỉ. Đánh phủ đầu đối thủ đấy. Đó, anh bắt đầu phủ đầu đối thủ quánh. Còn 4 bi cá dọn bể 1 chấm cho anh Dũng Baby. Lâng tỷ số lên 2-0. Rồi. Ok, 3 bi lẻ đó thôi. Thầy cho đang chơi ở câu lạc bộ Win 8 khu đô thị Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh. Quá nhanh, quá nguy hiểm, 2-0 cho anh Dũng Baby. Trận đấu quá hấp dẫn. Anh em chia sẻ video về tường à? Để cho tất cả mọi người cùng xem tài năng trẻ của BIA Việt Nam, Lương Chí Dũng thể hiện nào. Anh em bão like cổ vũ cho trận đấu nào. Anh tài heo, anh thể hiện đi. Anh thể hiện đi để cho trận đấu nó hấp dẫn. Anh tài heo này thì nhà buôn cua ở Sài Gòn, chuyên buôn cua và hải sản. Anh Dũng Baby thì nhà ở chợ Mơ, Bạch Mai, Hà Nội. Nhà trước bán bún đậu bánh tôm ấy. Anh năm nay mới có 16 tuổi thôi. Anh vừa quay ra nhìn tôi cười rất là đắm đuối. Anh Dũng Baby năm nay 16 tuổi, cao 1m52. Lặng 38 cân. Rồi, anh vừa đi qua đấy, anh ra lấy bao thuốc mà ngồi. Cũng có vẻ Sài Gòn mấy hôm nay mưa, nó hơi mát rời, hơi lạnh, làm ngay khói thuốc cho ấm. Dũng Baby năm nay 16 tuổi, các ông ấy không biết gì, toàn bốc phét trong đó. À, anh tài heo điều bị hai ra má khó rồi. Anh tài heo này thì lặng 87 cân. Nhà bán cua. Rồi anh chạy đạn đường, chạy đạn sinh viên. Ok. Đúng rồi, Phạm Quang Huy đây là giải Sài Gòn mở rộng. Với rất nhiều các tuyển thủ từ khắp nơi trên cả nước về tham dự.
Hay quá mình ơi, đúng là anh Dũng Baby đây rồi. Rồi anh áo bằng quả, đúng là đi vào lòng người luôn. Rồi anh em chia sẻ video về Tường, trận đấu quá đẳng cấp. Hiển Tiger bị loại rồi. Trời ơi, lỗ 10, cu lê điều 4 luôn, tuyệt vời. Anh Dũng Baby anh bay rồi, bắt đầu bay rồi. Hay quá nhở. Trận đấu quá đẳng cấp. Đúng là Dũng Baby, tài năng trẻ triển vọng của BA Việt Nam. Còn 4 bi thôi. Rồi, ok. Con này cu lê một băng lên là xong. An Nhật thì bận công tác, thành ra giải này không tham dự. Còn có 2 bi thôi. Rồi, rồi. Rồi, ôi thôi chưa, hơi lon được rồi. Nhưng không sao, con này thì chết thôi. Mạnh Treo đang đi công tác rồi, không tham dự giải này. Rồi, tỷ số là 3-0 cho anh Dũng Baby. Ok. Vào khởi đầu trận đấu anh Dũng Baby anh đánh bão táp luôn, phù đầu đối thủ luôn. Anh ta heo và chạy đạn con sinh viên, anh Dũng Baby a bằng chết bi hai luôn, quá đẳng cấp. Rồi, quá hấp dẫn. Chào 500 anh em nhá. Anh em chia sẻ video về Tường à. Trận đấu nói không? Quá hấp dẫn. Rồi rất đáng tiếc anh phá lần này, anh phá thủ rồi. Trận này đang diễn ra tại khu đô thị Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, Sài Gòn. Trận đấu rất hấp dẫn giữa hai tuyển thủ trẻ, anh Tài Heo và anh Dũng Baby. Anh Hoàng Sao thì vào rồi. Anh Hoàng Tao trận trước vừa thắng xong. Anh đang ngồi nghỉ ngơi 1 giờ đánh tiếp. Giải Sài Gòn mở rộng năm nay thì nhất được có 120 triệu thôi. 6.000 đô. Có nhá, tài heo là trong đội tuyển Sài Gòn đang ăn lương của quốc gia. Rồi, ôi hay quá mình ơi. Rồi, điều 2 rồi. Chào 500 anh em. Đây là vòng 116. Con này mà kéo rằng sang. Rồi. Duy Phương, nhà tài trợ chính. Rất nhiều nhà tài trợ.
Hay quá nhở. Rồi sao con đấy, con bi đẳng cấp tất. Huy Đen đang bận công tác nên là không tham dự được. Con bi điều con hai ta con ba quá đẳng cấp của anh Lương Chí Dũng, tuyệt vời. Anh đánh bão táp phủ đầu đối thủ rồi. Rồi lại còn mấy bi thoáng lại cá dọn bể 4-0 cho anh Dũng Baby. Huy Black thì không tham dự. Hay thật, Lương Chí Dũng quá đẳng cấp. Yên Nhi loại rồi. Trận đấu đẳng cấp. Xịt quá hay. Rồi. Ui tí nữa thì quá tay, tí nữa thì lụt. Còn 2 bi thôi, chuẩn bị cá dọn bè rồi. Rồi ok, lượn lên. Rồi ok. Tuyệt vời. Quá hay, 4-0 cho anh Dũng. Anh Dũng này không biết là có vội cái gì không, quánh như cái máy, sợ thật. Điều điếc kinh khủng. À, anh em Sài Gòn đâu rồi? Anh em Sài Gòn rồi, bão lai cổ vũ cho anh tài heo nào. Tài heo chưa được cơ hội để đánh. Dũng Baby đang thể hiện phong độ như là áp đảo đối thủ kinh khủng. Anh Thành Nam đang đánh ở bàn trong góc nhá. Dũng Baby nhà ở chợ Mơ, Bạch Mai, Hà Nội nhá. À, anh tài heo phá không thành công, bây giờ cơ hội lại trao lại cho anh Dũng Baby rồi. Mà anh ra ngắm bi một khả năng đánh công luôn rồi, tầm này đang bay chém luôn. Nào làm sao, làm sao rồi, trượt ra thủ ngay, hay quá nhở. Thiện đang đánh ở bàn bên trong. Tại mấy anh em ấy mình quay liver nó cứ bị tê thì nó không dám quay mấy thằng cu em. Thiện thiếc. Rồi, rồi, rồi thôi lại phơi hàng rồi, phơi hàng cho anh Dũng Baby rồi. Thành Nam đang đánh ở bàn bên trong. Ui ui rồi ôi không được rồi. Trượt con bi đầu tiên rồi. Anh chém con một siêu mỏng cánh. Chém con một dư mỏng. Đây hy vọng là để cho anh tài heo cơ hội để anh thể hiện. Lâu nghìn người xem, sợ thật. Dũng Baby năm nay mới có 16 tuổi thôi. Rồi, anh tài heo anh thể hiện đi. Để cho trận đấu nó hấp dẫn, như trận đấu một chiều này thì...
Không em nhé, Gấu Bắc Cực, Vinh Truyền. Đây là Lương Chí Dũng của tài năng trẻ của Việt Nam đấy. Năm trăm anh em xài gành đâu rồi, cổ vũ cho anh Tài Heo đây. Trận đấu nó được hấp dẫn, nhưng trận đấu mà nó cứ một chiều thì xem nó lại cũng không hay lắm. Theo cái khả năng phân tích của tôi thì khả năng ở bán kết nó sẽ có một cái xảy ra một cái trường hợp là một trận siêu kinh điển, Nguyễn Thành Nam gặp Nguyễn Phúc Long, trận siêu kinh điển của Việt Nam. Và cho anh em mà chia sẻ video về tường nào. Rồi ok, bắt đầu đấy, bắt đầu Tài Heo bắt đầu thể hiện đấy. Thanh Tịnh Phạm, ok anh em chia sẻ video về tường đây. Để được cố gắng là được 1.000 người xem hay sao nào, cho nó hấp dẫn, cho nó vui sao nào. Anh Tài Heo thì sử dụng một cây cờ Musashi của Nhật Bản, thanh gậy rất là chất lượng. Anh Kiên Máy Khâu thì tại này bận công tác thì không tham dự được. Hồ Huy, bạn inbox cho mình nhá, để ngày mai về mình trả lời, hôm nay mình rất là bận. Hồ Huy, bạn inbox hoặc liên hệ với cả Facebook của Hợp Cơ Milat. Đúng rồi, anh em chia sẻ video về tường, trận đấu hấp dẫn. Bây giờ anh Tài Heo bắt đầu mới thể hiện này. Nào, anh thể hiện đi. Vì làm ruồi thì nó là thánh lâu rồi. Nhà làm ruồi biệt danh là làm ruồi bởi vì là anh ấy đánh bia mà ruồi đậu mà vẫn không bay không biết, cứ đứng thôi, ruồi bậu không biết mà. Anh hơi bị lâu luôn. Gọi làm ruồi. Rồi ok ok ok. Đây là tuyển Sài Gòn nhá, không phải dạng gọi vớ vẩn đâu. Là đang tổ chức tại Sài Gòn. Được rồi, ok, được 900 người xem rồi. Trận đấu quá hấp dẫn. Rồi, anh em Sài Gòn rồi, chia sẻ video về tường ấy. Ok, tỷ số 1-4 cho anh Tài Heo. Câu lạc bộ trận đấu đang diễn ra tại câu lạc bộ Win 8, khu đô thị Trung Sơn, huyện Bình Hưng, Bình Chánh, Sài Gòn. Sài Gòn thì Sài Gòn hoa lệ lúc nào cũng vui rồi, nhưng mà tôi vẫn thấy nhớ Hà Nội. Mai tôi phải về rồi. Ờ, anh em chia sẻ mạnh video về tường nào, nó đang 1.000 tụt xuống còn có 600 đây này. Tài nhỉ, sao đang 1.000 người xem nó lại tụt xuống 600 đây này. Rồi anh Dung Baby vừa lấy qua, không biết là ai gọi. Rất là
Anh ra anh nghe điện thoại. Bây giờ anh bắt đầu anh vào anh phá. Rồi, ok, lại làm chấm nữa đây. Cút hết ra. Được rồi, ra hình rồi. À, ba đủ bếp nhá. Tôi ra tôi nhìn rồi. Ăn vào 2,5 ly. Phúc Long và Thành Nam đang đánh ở bàn bên trong kia nhá. Rất là hấp dẫn. Rồi, cơ hội lại đi chấm cho anh Dũng Baby đây rồi. Quan trọng con 3 ra con 4 đây. Hơi lon lực rồi. Thiện Bắc Cạn đang dẫn anh Phương Thảo Sài Gòn tỷ số 7-4 ở bàn bên trong, còn một ván nữa thôi. Ở ngay bàn bên cạnh, Nguyễn Phúc Long gặp Phong Lam. Nguyễn Phúc Long đang gặp Phong Lam ở bàn bên cạnh. Không biết là anh Dũng Baby anh xử lý con B4 này như thế nào đây. Anh điều hơi loan lực. Rồi, hay quá nhở, nào. Ôi, chết rồi. Đuôi rồi. Hơi thiếu lực rồi. Hai con thiếu lực liên tiếp. Điệt quá nhở. Trận chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng tầm 4:45 chiều. Anh em chú ý theo dõi từ giờ đến chiều tôi sẽ live vào hết. Giờ đang tiếp. Cô này sút tê đi. À. Đây đang tính đường sút tê cân. Rất đáng tiếc, anh điều hơi lon tí lực. Phúc Long đang đánh ở bài bên cạnh. Anh Phúc Long đang khởi động. Quang Luận mất lịch sự quá nhở. Bao nhiêu người ta xem. Vẫn được, trời ơi. Dũng nhà chợ mơ Bạch Mai Hà Nội nhá. Chưa biết được trái bóng tròn. Đây là toàn đẳng cấp quốc gia. Dẫn 1-4. Chưa nói lên điều gì. Tài heo là đánh cũng hay lắm. Trái bóng tròn mà nó cũng giống bóng đá thôi. Khi nào trận đấu kết thúc bị lăn xuống lỗ rồi thì mới biết được kết quả. Bùi Minh Nghĩa thế này vẫn kém thì bạn siêu rồi. Quá hay. Trên cao giải tổ chức tại Sài Gòn. Tuấn Quang Nguyễn hôm qua bị thua bị loại rồi. Thắng Ngô Văn, đúng rồi, đây toàn mấy tài năng toàn ấy mà. Toàn vớ vẩn mà. Ok, tỷ số là 2-4. Tỷ số
24 đấy. Dũng baby với cả tài heo mà vẫn bỏ đánh kém này, này toàn cao thủ sợ tất. Đây là giải 9 mi Sài Gòn mở rộng. Anh em chia sẻ mạnh video về tường rồi. Rồi, anh tài heo anh phá thủ rất tốt. Anh chạy đạn rồi. Ui ta ta, ui sa sa. Anh Dũng baby chạy quả đạn quá. Quay. Đùi luôn. Cái đi 8 rồi. Quá tuyệt vời. Đúng rồi, Lương Quyên không tham gia. Rồi anh tài heo anh sẽ thực hiện cú nhảy sút tê. Gần được ra hình khó rồi à, hình này tôi nghĩ là anh Dũng baby phải thực hiện cú chạy đạn. Con này à, chạy đạn theo hình sinh viên thôi chứ chạy đạn mà chết thì cũng khó. Anh Dũng baby không biết là anh ấy định làm gì đây. Lê Toàn, anh Kiên bây giờ thì về quê bán bún đậu mắm tôm rồi. Không chơi VR nữa rồi. Gần được, anh Dũng baby công luôn. Chém một nỗ tít luôn nhưng mà trượt rồi. Tỷ số hiện nay anh Dũng baby đang dẫn tài heo 4-2. Vẫn rất may mắn là ra mất đường B1. Anh tài heo lại thực hiện cú nhảy sút tê. Ngọc Quang đúng rồi, tài heo là tuyển nhá. Tuyển thủ. Quá hay. Sút tê chết B1 rồi.
Anh em Sài Gòn đâu rồi? Bão like chia sẻ cổ vũ cho tay heo đi. Gọi tên em, không ai là số 1 cả. Trong BA chỉ có top đầu. Chỉ có top đầu thôi, không ai là số 1. Tỷ số là 4-2 nghiêng về anh Dũng Baby. Chị Huyền Trang. Giải Kremlin Nga ngố mở rộng vừa rồi với rất nhiều tuyển thủ thế giới tham dự thì anh Dũng Baby cũng lọt được vào có top 8 thôi, cũng hệ vớ vẩn, nhưng mà trình độ VR nó cũng có hạn thì anh em xem nó có kém thì cũng động viên người ta chê nhiều. Hay quá nhở, anh tài heo thể hiện cú chạy đạn cũng tương đối là tinh tế. Được. Khó rồi, cơ này thì anh Dũng Baby đang tính đường A băng. Rồi. Xuyên khe 45 A1 băng. Ui giời, nhiều áp phê quá, trượt rồi, cơ hội trao lại cho anh tài heo. Với thế bị thoáng như thế này thì này còn được đặt penalty thì tôi nghĩ rằng anh tài heo sẽ gỡ lên 3-4. Rất đáng tiếc anh Dũng Baby đánh con vừa rồi thì lạm dụng hơi nhiều áp phê. Không, Đinh Trung, tôi quê Thái Bình nhưng mà vào trong đây 2-3 hôm nay rượu bia hơi nhiều nên nó cũng hơi mất giọng. Dự là tỷ số thì là 3-4. Tài heo gỡ 3-4. Tôi ở Đông Hưng Thái Bình. Anh em tập trung vào trận đấu đây. Tập trung vào trận đấu. Rồi bấm cái đấy có 6. Rồi. Chô đường 6 về. Chô về một tí nó có 7 rồi, 8 cửa lỗ rồi. Ngon. 3-4 cho tài heo. Lương Kiên có rất nhiều lữ nhưng mà lữ bị loại hết rồi. Rồi, ok. Còn 3 bi. Được 1k người xem rồi đấy. Trận đấu rất là hấp dẫn. Tôi nghĩ rằng 1k là bình thường. Nghe phải vài k người xem mới chuẩn. Rồi, con 8 cửa lỗ này đánh là phải căn đấy nhá. Cẩn thận đấy, vọt xà. Tôi tổ chức rất nhiều giải đấu, anh em theo dõi. Kích vào theo dõi cái Facebook của tôi, Hợp Cơ Vinat. Giải đấu tôi tổ chức liên tục. Chào bác Cường Phạm nhá. Tỷ số là 3-4 cho tài heo.
Anh tài heo vừa gỡ thì số lên 3-4, rất hấp dẫn. Vào thì anh Lương Chí Dũng phủ đầu 4-0. Và anh tài heo gỡ lên 3-4 rồi, rất hấp dẫn. Rồi, anh Dũng Baby bây giờ có vẻ hơi trầm rồi. Phá đủ bếp hợp lệ, còn con một này tôi nghĩ là anh phải chạy đạn rồi. Anh em à, chia sẻ video về tường à. Trận đấu hấp dẫn, thành ra cũng được có 1.000 người xem thôi, thế cũng là rất là vui rồi. Chiều nay thì có rất nhiều trận đấu siêu kinh điển, càng vào trong thì toàn là các cơ thủ hay đẳng cấp đánh. Rồi, cơ hội cho anh Dũng Baby. Con bi khó nhất là con 1 này, 1 kéo 1 băng điều 2. Bi tương đối xa. Rồi, ok ok. May mà lỗ to. Lỗ này nó to gần là nó bằng hai viên bi mà. Lỗ rất to. May còn đấy vẫn ăn. Ồ, có tí va chạm mà vẫn ra hình. Ok. Rất nhiều nha, Chí Hiếu. Tất cả anh em mà hôm nay theo dõi Facebook của tôi đã live vào những trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Rồi, tốt rồi. Anh Dũng Baby điều con 4 lỗ 10. Con này khả năng tôi nghĩ anh sẽ đè một băng. Đè một băng hay là cắm đây? À, anh show một băng, ok, cũng được. Bình tĩnh thôi anh, đi đâu mà vội thế. Rồi, ok ok. Lại sát băng, điều cũng hơi chật choạc. Con này cứ ăn chắc là ra hình. Cứ đẩy ăn chắc là ra hình. Mềm tay. Rồi ok ok. À, tay ba lô loại hết rồi. Tay ba lô hôm qua gặp Dũng Baby tê quá. Tay ba lô tê loài tuyệt phòi. Ok ok. 5-3 cho anh Dũng Baby. Dũng Baby là người ở chợ Mơ, Bạch Mai, Hà Nội.
Vâng, có thể thấy rằng là trận đấu rất hấp dẫn. Lương Chí Dũng tài heo. Rồi, phá này thì anh tài heo phá vi. Hay quá nhở, ui cú phá bi chết luôn hai bi rồi, ra hình đẹp. Đúng rồi, phá luôn phiên vòng phòng 1-16 thôi. Đúng rồi, Chí Hiếu. Trận đấu này rất hấp dẫn. Phá này thì anh với thế vi này tôi nghĩ anh tài heo sẽ gỡ lên là 4-5. Rất là hấp dẫn và căng thẳng. Khánh Trần không. Phá bi xếp phin này thì phá bi nó là một kỹ thuật chứ không phải là hên xui. Hên xui nó cũng là một yếu tố. Thế nhưng mà nó là một yếu tố nhỏ thôi. Còn lại nó là trình độ, nó là đẳng cấp. Giải đấu diễn ra tại câu lạc bộ Win 8, khu đô thị Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, Sài Gòn. Cơ hội cho anh tài heo gỡ lên 4-5. Ok, theo thông tin mới nhận được thì Thiện Thần Thánh vừa vượt qua anh Thảo Ma Bư Sài Gòn với tỷ số 8-7. Và trận đấu cũng rất hấp dẫn. Trận đấu này cũng rất hay đây, cực kỳ hấp dẫn. Căng. Hai tuyển thủ quốc gia. Chưa biết được, đều là đẳng cấp quốc gia rồi. Chỉ có sai một con bi là đi luôn cả trận đấu luôn. Sai một bi là đi trận đấu. Dẫn 1-2 ván chưa nói trước điều gì. Khi nào bi lăn xuống lỗ thì mới biết được kết quả. Đúng rồi, lỗ này tương đối to. Hay quá. Còn 2 bi thôi. Tài heo đang đánh một thanh cơ Musashi của Nhật. Giải này thì xếu không tham dự, xếu ở nhà bán bún đậu mắm tôm rồi. Rồi, tỷ số là 4-5. Hai tuyển quốc gia trả đồng. Nào, phát này anh Dũng Baby anh phá. Cái bị lụt rồi.
phá đủ bếp hợp lệ trên một bi, nhưng mà một cái bị lụt rồi. Lương Kiên, cơ bia thì không có thanh cơ nào là tốt nhất Việt Nam cả. Cơ bia chỉ nó còn tùy vào người chơi. Người chơi nào mà hiểu được thanh cơ của mình, thuần hóa được thanh cơ của mình và vươn đến đỉnh cao thì thanh cơ nó sẽ là tốt nhất. Kể cả thanh cơ đấy có thể là rẻ tiền hoặc có thể là đắt tiền, không quan trọng. Hiện dần Hà Đông hôm qua bị loại rồi, hôm qua thua Khánh Con bị loại. Cái bị lụt không ra hình, không dọn được bàn, buộc phải chạy đạn nhá. Ok nhá, anh em 500 anh em nhá. Cần bất cứ thứ gì về bia hãy liên hệ Hợp Cơ Billard. Cần mọi thứ về bia, cơ gậy phụ kiện, mọi thứ về bia hãy liên hệ Hợp Cơ Billard. Không thiếu thứ gì. Hay quá. Tài heo ba băng nào ra hình không? Vẫn ra hình 1 lỗ 10 nhưng mà vấn đề là phải điều bi 2. Cái này đang bị côn băng. Khánh Con đang đánh nhá. Duy Phương, vô cùng bạn ơi, thanh cơ đắt nhất thế giới bây giờ thì nó cũng khoảng vài tỷ thôi, không đáng bao nhiêu cả. Đình Đồng, tốt một chút nó vô cùng lắm, 35 triệu, 7, 9, 10 triệu, tùy cái điều kiện kinh tế của mỗi người nữa. Cái bàn đang thi đấu này thì cả bộ, chọn bộ khoảng tầm gần 40 triệu, 38, 39 triệu. Ôi, chết, chọt chọt rồi. Anh Dũng Baby vừa trượt B2, một cách chọt chọt, tôi hỏng rồi. Quang Luận, không phải bạn ơi, vậy nó chỉ bằng gỗ thôi, nhưng mà cực kỳ đắt. Trận đấu rất hấp dẫn. Ngô Anh Cường, kể cả thế giới còn trượt, nói gì bia làm sao nói trước điều gì. Thế bây giờ lưỡng rồi, lỗ 10 cũng lưỡng, lỗ tít lưỡng. Lưỡng rồi. Lương Trí Dũng đang dẫn 5-4. Trận đấu rất hấp dẫn. Đồng cơ nhá. Anh Tài Heo quyết định rất là sáng suốt, anh thủ chứ anh không công. Cái công con ấy má rất là ngang. Nguyễn Minh Đức thay thoải mái, nhưng mà cái cây champion nó có chưa đến 2 triệu mà thay cái ngọn này đắt quá, cái gậy thà mua thanh mới còn hơn. Hùng Mùi, đây tài năng trẻ Lương Trí Dũng đang thực hiện lượt cơ đây. Anh bị bắt đuôi rồi, anh đang tính đường A băng.
Đúng rồi, câu lạc bộ này cũng hơi thiếu sót. Này, có cái áo đồng phục xem cho nó chuyên nghiệp. À, tỷ số Lương Chí Dũng đang tạm dẫn 5-4. Ôi không được rồi. Cơ hội cho anh Tải Heo gỡ hòa 5-5. Có thể đây trận đấu rất hấp dẫn. Triệu tối anh em đi nhậu. Tí gặp ai? Tí gặp ai? Tí gặp ai? Hả? Bên đoàn trường, bên em còn có cái gậy gắn chip cơ. Cơ hội cho anh Tài Heo gỡ hòa 5-5. Trận đấu rất hấp dẫn. Vào khởi đầu thì anh Lương Chí Dũng phủ đầu đối thủ cho cái 4-0. Anh Tài Heo cũng nhanh chóng gỡ lên. Rồi, điều ra má rất đẹp. Hồ Chí Viện gậy gắn chip nó cứ bấm nút phát là bắn chết luôn. Không, Tài Heo ở trong miền Nam, Lạng Sơn, Lào. Trận đấu rất căng thẳng. Đấy, anh em tập trung vào chuyên môn nào. 1.000 người hỏi tôi nãy trả lời kiểu gì. Hồ Huy, nhà hàng Tài Heo này nó bán cua, nó chuyên bán cua Cà Mau. Rồi ok, Bi em ơi, 5-5. À, làm cho anh em bảo lại là trận đấu hấp dẫn quá. 5-5 rồi. Tôi thấy là anh Lương Chí Dũng có vẻ hơi mệt mỏi. Còn anh Tài Heo thì bắt đầu càng đánh càng sung rồi. Thành công mua bài. Mình thì không biết chơi bia, mình đánh kém lắm. Vào thì múa may quay cuồng vớ vẩn thôi. Chạm 8 nhá. Game chạm 8, tỷ số đang là 5-5. Phát này thì anh Tài Heo phá. Tôi có thể thấy anh Lương Chí Dũng ngồi từ nãy giờ có vẻ hơi mệt mỏi. Còn anh Tài Heo thì bắt đầu sung rồi, bay rồi. Cơ hội cho anh Dũng Baby. Phá không chơi bi nào nhưng mà bi 2 tương đối khó.
Tôi đi nhiều rượu bia nhiều nên nha, bia bây giờ không đánh được nữa rồi, tay bị run. Nào, áp phê. Úi. Ái chà, cũng ra hình rồi. Nhưng vẫn là hình vẫn khó. Trần Dương, anh Lê Quang Trung thì bận đi công tác thành ra không tham dự được cái giải này. Chưa giờ được có 900 người xem thế này, ít quá nhỉ. Nguyễn Công Nguyên, tất cả mọi thứ gì cần gì về bia này cứ alo cho anh nhá, thoải mái đấy. Tỷ số đang là 5-5. Rồi, anh xem 2 lỗ 10. Hay nhỉ, Phong Hoàng, ok ok. Tôi ghi nhận đấy, tôi ghi nhận cái ý kiến này đấy. Tuyệt vời luôn. Cơ hội đánh dúng baby bắt đuôi. Quả này thì đuôi hữ hữ rồi. Còn này thì áo băng lòi mắt rồi. Lê Toàn, có rất nhiều bạn nhá. Lê Toàn thích học bia thì inbox cho mình. Mình về mình sẽ trả lời sau. Còn giải sau tôi sẽ làm tổ chức cái vui chơi có thưởng. Anh em nào mà đoán đúng người vô địch tặng cơ. Ok. Nguyễn Tuấn, quân Tôn Ngộ Không Vĩnh Phúc cái gì? Bảo nó alo cho anh hợp cơ. Rồi, thằng Nguyễn Lâm vừa chửi tôi bị tôi chặn rồi. Tôi bảo rồi mà cứ thằng nào chửi tôi thì tôi chặn. Hãy xem mà trên Facebook người ta dám chửi. Ô cái thằng ngu. Nhiều người vô duyên thật. À, đi ăn trực cơm nhà người khác. Lại còn chê cái cơm không ngon nữa thì đúng là bốc ruốc. Hay quá nhở. Ui. U rồi, cú A3 này gần giống của FNJF ấy. Quá đáng tiếc. Xíu nữa thôi là ăn cả ba luôn. Rất đáng tiếc, anh cải eo A bằng cú rất hay. Mà ba lại đứng cửa lộ. Tốt. Cò tay vẫn thực hiện được. Còn 5 bi thôi. Tôi nói trước là thằng nào chửi tôi là tôi kích ra đấy nhá.
Rồi còn 4 bi thôi. Rồi còn 2 bi thôi. Ồ, tôi thì thấy nó dường như bị tạch gậy, hơi thiếu thí lực, máy thì vẫn ra hình. Trung đinh không đích xem nữa thì thoát đi, out đi. Sáu năm rồi anh dụng baby quá hấp dẫn, trận đấu quá hấp dẫn, hay thật, những đường cơ quá đẳng cấp. Không được rồi, anh dũng baby phá không chết bi nào. Anh dũng baby năm nay có 16 tuổi thôi. Anh Dũng Baby đang tính đường A bằng. À, vẫn còn đường. Hơi như lon lực rồi, anh định KZ cái vào đít 89 đây nhưng mà hơi thiếu lực rồi. Anh tay eo chắc là công luôn rồi. À không, anh cắm chạy đạn. Rồi anh cắm chạy đạn. Ui trời ơi, quá đáng tiếc. Vẫn bị lòi mông. Anh định bắt đuôi cho cái đít 7. À cái bị là B6, B2 kia nhưng không thành công rồi. Đúng rồi, anh Dũng Baby này thì làm rẻ Hải Phòng. Anh em nào cần hỏi gì về đồ về bia thì cứ inbox cho tôi nhá, để tôi sau khi về Hà Nội tôi sẽ trả lời. Lương Kiên không bạn ơi, bia không quy định, không giới hạn tuổi trong bia. Loại hình rồi, với cái hình này thì tôi nghĩ rằng là anh tài heo có thể công luôn, đúng rồi, chém một lỗ tít luôn.
Anh Dũng baby này anh đi chơi từ bé tí, thành ra là anh cũng lấy vợ sớm. Anh Dũng baby này là 6 7 tuổi đã đi chăn gà bia rồi. Hay quá nhỉ, nhưng mà làm sao? Làm sao không điều được hai rồi. Tần Mạnh Phùng, em kích vào cái chỗ theo dõi cái Facebook của anh vì anh full bạn bè lâu lắm rồi. Rồi anh tải heo sute rồi, lấy gậy sute rồi. Anh đánh một hơi điều hơi lỗi. Trận đấu quá hấp dẫn. Rồi trận chung kết sớm hai tuyển thủ quốc gia. Cần được. Nào, ra hình không? Ồ, may mắn may mắn. Ra đuôi rồi. Cơ này tôi nghĩ là anh Dũng baby sẽ thực hiện cú A băng. Alo ạ. Dạ. Em còn ạ, em vẫn ở số 6 đường 9A, Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh. Mà em không biết đường đâu ạ. Anh hỏi em là đường ở trong này thì em bó tay. Em chỉ biết địa chỉ là số 6 đường 9A. Có cái sông ấy. Đúng rồi, có. Anh cứ hỏi ra khu Trung Sơn nhá. Đúng rồi, khu dân cư Trung Sơn. Rồi, rồi, rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Dũng Bell, câu lạc bộ nào ở Thái Nguyên mà mời tôi tổ chức giải tôi cũng sẽ ok ngay. Vì tôi chưa được lên Thái Nguyên lần nào. Giải diễn ra chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi. Anh em chú ý theo dõi Facebook của tôi. Ui xa. Ui, A băng quả hai lắc lỗ. Tiếc thật. Cơ hội trao lại cho anh tài heo rồi. Hai này vẫn chém được lỗ 10. Trận đấu hấp dẫn thật. Thằng tỷ số là 65. Nghiêng về anh Dũng baby. Hồ Huy không. Câu lạc bộ Manchester ở Vinh thì tôi cũng chưa có duyên để được giao dịch lần nào cả. Gia Bảo Lương Ngọc thì tất nhiên rồi bạn ơi. Bia này nó đỏ đen chứ. Bây giờ chỉ có đánh sóc đĩa mới là đẳng cấp chứ còn bia đỏ đen không mà. Nguyễn Tuấn ở Đức Đô Thái Nguyên thì em mình mà mình có biết chơi bia đâu mà đánh với ai. Rồi, hay quá. Quá tuyệt vời. Điều con bia quá ảo. Cái tứ bằng lượn về quá tuyệt vời.
điều bi rất hay của anh Tài Heo. Cơ hội lớn cho anh Tài Heo gỡ hòa tỷ số 6 đều. Ở như trận chung kết sớm ấy. Hấp dẫn thật. Lê Trần Quý, trận đấu tính chất nó căng thẳng như này thì sai một ly rồi đi một dặm. Sai một con bi thôi là thua cả trận. Phải tính má chuẩn, tính má đâu ra đấy để còn điều bi tiếp theo, còn ăn chắc thì ai sẽ ăn được. Nhưng quan trọng là phải ra bi tiếp theo. À, anh giải nhất Sài Gòn mở rộng chỉ có được 120 triệu thôi. Huy Black thì đang bận công tác, thành ra là không đi vào Sài Gòn được. Rồi, anh Tài Heo điều một con bi rất nhạy cảm. Anh điều xuyên khe 7-8 để điều 5. Quá hay. Rồi. Còn 4 bi, tỷ số 6 đều. Tôi đấy trận đấu hấp dẫn thật. Lê Trần Quý, vâng, bác này quá đẳng cấp rồi. Anh Phúc Long đang chơi ở bàn bên cạnh nhá. Anh Phúc Long đang đánh ở bàn bên cạnh. Hiển Vinh, anh Kiên Pháp thì đang bận đi công tác, thành ra là không vào trong Sài Gòn được. Rồi. Còn 2 bi thôi. Trận đấu hấp dẫn, căng thẳng. Hai tuyển thủ quốc gia là cái rất căng thẳng. Ok. Sáu đều. Văn Lăng, Thái Bình thì có tôi đi bình luận bốc phét đây thôi chứ còn cũng không ai đánh VR cả. Tỷ số là 6 đều rồi. Hấp dẫn, căng thẳng thật, tôi thấy hai cầu thủ mặt rất trầm trọng luôn. Anh Tài Heo xin đi đái rửa mặt chiến thuật rồi. Quang Minh đúng rồi, tôi Đông Hưng Thái Bình nhá. Anh Tài Heo đi đái rửa mặt rồi. Tỷ số đang là 6 đều. Căng quá, quá căng đét. Sáu đều. Chuẩn bị tao rồi. Đi đái cho. Hai thì ba trước.
phát này tài heo đi. Rồi, anh quay trở lại rồi, anh bắt đầu phá. Nguyễn Hải Châu không bạn ạ. À, Dũng con lên cơ chứ không bao giờ xuống cơ. Ôi, thế bi đẹp quá. Không biết là anh tài heo này anh có dọn được bàn không? Cơ hội cho anh tài heo vượt lên dẫn trước. Đây là ván bản lề đây. 6 đều. Ván bản lề. Ai thắng ván này thì có lợi thế tâm lý rất lớn. Sai một ly là đi một dặm luôn. Điều từng con bi một rất tâm lý. Quá hay. Đa hình đẹp rồi. Trận đấu này nó hấp dẫn quá này nha, tôi cũng không để ý được kết quả của các bàn khác. Rồi. Hình đẹp lắm rồi. Thế bi thuận. Khổng Hải Thanh không bạn ạ, chỉ đánh chạm 8 thôi. Tuấn Huệ đúng không? Tôi vào đây chỉ có bình luận bốc phét thôi mà cũng đốt mất ngót 20 rồi. Trong khi anh em xem này, chả động viên ấy gì, nó này kêu thẻ thì không làm. Alo. Ăn ở đây rồi. Đào Sơn, tài năng trẻ Lương Chí Dũng năm nay mới 16 tuổi thôi. Anh Dũng Baby. Đây là cơ thủ quốc gia tài heo của đội tuyển Sài Gành. Rồi, anh điều 8 lỗ 10. Rất gọn gàng. Hải Nguyễn, tôi không ở chơi độ nhá. Anh em cứ làm cái thẻ villa xong nhắn tin cho số của tôi. Oh, ok. Tài heo lần đầu tiên vượt lên anh dẫn 7-6. Quá hấp dẫn. Anh em mà chia sẻ video về tường nào, chưa được một ngàn người xem, chán thật. Được có 700 anh em bọ thế này không ăn thua. Lê Hồng Lam nó dễ quá rồi, cơ cơ thủ tôn trọng nhau nhường thôi, miễn luôn luôn. Không được rồi. Cơ hội cho tài heo kết thúc trận đấu. Duy Phương, sau trận này rất nhiều trận đấu hay. Tôi sẽ đi vào từ giờ cho đến tứ kết, bán kết, chung kết từ giờ đến chiều. Số điện thoại của tôi ở trên Facebook. Anh em cứ mua thẻ villa xong rồi nhắn tin cho tôi.
Giải này tôi chưa chuẩn bị kịp, vào các giải đấu sau tôi sẽ mở các event đoán trúng kết quả tặng gậy bia. Cơ hội cho tài heo kết thúc trận đấu. Thoải mái, Tú Mi. Qua thoải mái đi. Câu lạc bộ tại số 6 đường 9A, khu Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, Sài Gòn. Đấy, đừng rung. Chung kết dự kiến chung kết khoảng tầm 4:30. Cơ hội cho anh tài heo kết thúc trận đấu. Hay quá, sổ trồ một bằng điều bà lắp đít. Quá hay, tự tin thật. Tài heo bắt đầu thể hiện trình độ. Tài heo sử dụng một thanh cơ Musashi của Nhật Bản. Anh Dũng Baby đang ngồi chờ rung rồi. Bây giờ anh em hãy vào rung đi. Chô áp phê. À, chô lại thôi. Trận đấu căng thật. Bây giờ anh em vào rung đi. Cú lê áp phê chảo chô. Trời, ra hình đẹp long lanh rồi. Nhưng mà tôi thấy dường như là có tí cò tay. Nhưng mà vẫn ngon. Con này chỉ chích nhẹ phát là ra 5 lũ tít. Anh em vào rung đi. Đúng rồi, tầm phạm Musashi tầm rẻ rách cũng phải tầm 2.000. Trận đấu rất hấp dẫn, căng thẳng. Anh em vào rung đi. Ờ, hơi lỗi má rồi. Không biết là anh có xử lý được không. Hải Nguyên, Nguyễn Phúc Long đang đánh ở bàn bên cạnh. Anh em tập trung vào trận đấu là. Trận đấu đang lên hồi gây cấn. Chiều nay sẽ chung kết luôn nhá. Tại 9B Sài Gành mở rộng. Vẫn cắt được nhưng quan trọng là phải điều B6. Quả này thế bị hơi sượng. Ăn được 5 nhưng phải điều 6. Ăn không thì nói làm gì. Rồi anh tài heo, anh rất tỉnh táo đầu. Anh thực hiện cú chạy đạn sinh viên. Nhưng mà vẫn nòi ra B5. Rồi. Hay không? Rất hay. Hai bên đồng cân đồng lạng.
Bây giờ là lúc thể hiện của anh. Bây giờ là lúc thể hiện đẳng cấp của anh Dũng Baby. Ôi không được rồi, loại hình rồi. Loại hình rồi. Cơ hội cho Tài Heo giải quyết trận đấu. Rất đáng tiếc. Nào bây giờ anh em lại tiếp tục vào dung. Còn 5 bi thôi. 5 bi trên bàn. Sai một ly là đi bốc thuốc. Đừng rung anh, đừng rung. Sai một ly là đi bốc ruốc. Gần lụt may vẫn có má chém. Con 6 này cái hơi lụt một tí. Vẫn chém được, vẫn chém được. Con này vẫn chém được, má mỏng thì thôi vẫn chém được. Rồi, rất lưỡng lự. Anh đang nghĩ, tính toán. Anh đang ngồi anh ngâm tôm. Rất căng thẳng. Rất căng thẳng. Chưa biết anh sẽ xử lý như thế nào. Trận đấu hấp dẫn quá nhỉ. Chém rồi. Không chém. Tuyên Tokyo căng thẳng lắm. Chửi đi để cho người ta đánh. Lưỡng lự lắm. Căng như dây đàn này. Thời khắc quan trọng lắm rồi, anh quyết định chạy đạn đường, chạy đạn sinh viên. Không thành công, lòi rồi. Anh nghĩ rất lâu và anh chạy đạn đường sinh viên nhưng mà sinh viên này chưa tốt nghiệp được rồi. Tâm lý đây này, nhìn bi này bình thường đánh những ngon nhưng mà bây giờ cái khắc rất là căng thẳng. Ôi cái khắc này anh em vào đây tôi sợ đái ra quần. Tề lắm như đùa. Rồi
Hay quá mình ơi. Ra hình không? Tuyệt vời, ra hình rồi. Cố lên anh Dũng baby. Quá đẳng cấp. Đẳng cấp thể hiện đúng lúc. Pha này còn 3 vi thôi, lên 7 đều. Quá đẳng cấp. Ok. Hay quá. Còn 2 vi thôi. Ok. Rồi tỷ số 7 đều. Vào chung kết. Quá đẳng cấp. Anh em bão lại lắm. Tỷ số là 7 đều. Vào ván chung kết. Trận đấu tôi không thể tưởng tượng trận đấu lại hay như thế này. Pha này thì Tài Heo phá, cơ hội cho Tài Heo kết thúc trận đấu và cũng là cơ hội để anh em vào Dung, cứ ngồi chờ Dung thôi. Trận đấu hấp dẫn thật. Nào, anh em đánh tài xỉu quả phá này nào. Tài xỉu. Ồ, hình rất đẹp. Ôi anh em lại chờ rung rồi. Hai cửa lỗ. Anh em lại chờ rung rồi. Bảy đều rồi. Anh em vào dung đi. Chờ dung. Thế bi thoáng rồi. 2, 3, 4 cửa lỗ. 5 cửa lỗ. Thế bi rất thoáng. Không biết là anh Tài Heo có xử lý được không. Bao giờ bi lăn xuống lỗ mới biết được. Anh em cứ vào dung thoải mái đi. Ở trong Sài Gòn tình hình đang là mưa bão, thành ra là cái chất lượng sóng 3G nó cũng hơi kém, anh em thông cảm. Tôi rồi, ok, ra hình rồi. Hình thuận lắm rồi. Bây giờ anh em vào dung đi. Này, bây giờ cứ trượt một bi là đi bốc ruốc. Trượt một bi là đi bốc ruốc. Này điều ra lâm bấm cái hự phát là có 6 lỗ 10. Rồi, bấm cái đấy là có 6 lỗ 10. Bấm cái 6 lỗ 10 là có 7 lỗ tít. Nhưng mà anh em cứ vào dùng đi. À xem có rung không nào. Rồi thế bị thuận rồi. Còn 4 bi. Ba bi dễ. Chưa biết đâu được. Trái bóng tròn. Quá hấp dẫn và căng thẳng. Còn 3 bi thôi.
Rồi, quá hay. Còn 2 bi. Còn 2 bi thôi. Tề vãi cứt. Rồi, còn 1 bi. Dùng thì buồn cười quá nhỉ. Rồi, xong trận đấu. Thật đáng tiếc. Xin chúc mừng Tài Heo vượt qua anh Dũng Baby tỷ số 8-7. Quá hay, thôi à, xin chào 500 anh em nhé. Chờ 10 phút nữa tôi sẽ liver trận tiếp theo. 10 phút nữa tôi sẽ liver trận tứ kết anh em nhé.